Xin chào quý bà con và các bạn, chào cả nhà thân yêu. Hôm nay mình chia sẻ đoạn video clip về việc đó là tưới nước cho ngô sau khi bón thúc phân lần 2 nghe các bạn. Thì sau khi lên luống cào rãnh và bón phân cho ngô, phân tổng hợp NPK, và mình tiến hành tưới nước, mình đưa nước vào cái rãnh mà mình tạo đó nghe các bạn, để tưới và giúp cho phân nhanh phân hủy, để cho cây nó hấp thụ chất lượng của phân. Thì như các bạn cũng đã biết, những video clip trước mình cũng đã nói rồi, khu vực ở miền Trung, quê của mình là ở Quảng Ngãi, khí hậu thì khắc nghiệt trong cái giai đoạn này, trời nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, cho nên là đất nó khô cằn, đồng thời nữa là cây nó cũng không có được tươi cho lắm nghe các bạn. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải thường xuyên theo dõi để mà tưới nước. Đó, mình dẫn nước vào cái mương, cái rãnh mình tạo lên nó, thì để cho hai đầu của từng hàng ngô thì chúng ta đắp nó lại, sau đó dẫn nước vào thì cứ để cho nước nó ngập lên, nó chạy vào đó rồi nó ngập lên trên luống nha các bạn, và nó sẽ ngấm đều. Và cũng trong cái giai đoạn ngô trên 30 ngày, trong giai đoạn này thì hôm trước mình cũng đã nói rồi, chúng ta phải chú ý đến vấn đề là sâu bệnh. Trời nóng nực, oi bức thì cũng là nảy sinh ra nhiều cái mầm bệnh từ các cái loại côn trùng, như là bướm này, nó đẻ trứng sau đó thành đàn, thành sâu, rồi các cái con bọ cánh cứng nó cũng thường tấn công cái lá non các bạn, như con cánh cam này, con xiêm tóc, nhiều loại con khác nữa, nhưng mà chủ yếu là sâu. Sâu đục thân, sâu ăn noãn, sâu cuốn lá rất nhiều. Đây là những cái bụi xả mình trồng dọc bên bờ để tận dụng cái khoảng trống của đất đó các bạn. Đó. Và hình ảnh tiếp theo các bạn đang xem, như vậy là sau khi một đêm cây ngô nó hấp thụ nước thì mình quay ở trên cao, quay xuống cái đám ngô, cái vườn ngô cho các bạn thấy cái màu xanh nó thay đổi rõ rệt. Đó. Cây rất chỉ là mềm mại, mướt mát, xanh tươi khi mà có nước rồi có phân. Cây nó hấp thụ được thì cây nó xanh trở lại nha các bạn. Đó, ở trên cao quay xuống nhìn nó rất chỉ là đẹp các bạn. Thì
Thì giống ngô HN68, ngô nếp là ngô ngắn ngày, tầm khoảng 2 tháng rưỡi nghe các bạn là có thu hoạch. Còn như các loại giống ngô cao sản, ngô đỏ khác á, thì phải trên 90 ngày, 100 ngày mới có thu hoạch. Nhưng mà ngô nếp lai này thì nó nhanh. Đó. Sau khi mà cây ngô nó bắt đầu làm đồng và trổ cờ ấy, thì giai đoạn này chúng ta cũng phải chú ý về sâu, nhất là nó thường cắn cái noãn rồi đứt cái cờ đó các bạn, là coi như là xong. Khi mà con chàng nó phát triển thì nó lại không có cái lượng phấn để nó thụ phấn đầy đủ, cho nên là những cái quả đó nó eo ọt lắm, nó cưa hạt. Vì vậy mà chúng ta phải chú ý trong giai đoạn này, nhất là về xử lý thuốc bảo vệ thực vật, và đồng thời nữa thì chúng ta hỗ trợ thêm cho ngô trong cái giai đoạn mà nuôi quả, nuôi đồng này, là chúng ta phun một lượng phân vi sinh bón qua lá. Đó, cái lúc này mà mình vào mình bón gốc hay là cài sới thì là nó ảnh hưởng cái bộ rễ nghe các bạn. Đó, đồng thời nữa là mình lội rồi mình làm nó gãy cái cây ngô đi. Và các bạn thấy video clip hay và hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và đồng thời nữa chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đó, những cái kỹ thuật, những cái kinh nghiệm mình làm, mình biết thì mình cũng chia sẻ lên đây. Các bạn cùng xem và tham khảo. Cuối cùng thì mình cũng chân thành cảm ơn tất cả quý bà con và các bạn gần xa đã dành thời gian theo dõi thông tin video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau. Thân ái chào các bạn.